Cô xin chào các em học sinh lớp 6. Cô tên là Trần Thị Hồng Thắm. Hôm nay là buổi học đầu tiên của môn tin học 6. Cô chúc các em mạnh khỏe và bình an, chấp hành tốt thông điệp 5K. Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều các thông tin. Cô ví dụ thông tin trên một bài báo. Vậy, thông tin là gì? Thu nhận và xử lý thông tin như thế nào? Các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Chủ đề A, máy tính và cộng đồng. Bài 1, thông tin thu nhận và xử lý thông tin. Mục tiêu của bài học là các em biết được thông tin là gì, phân biệt được thông tin và vật mang tin, biết được thế nào là thu nhận và xử lý thông tin. Các em cùng tìm hiểu hoạt động 1, thông tin và thu nhận thông tin. Các em trả lời cho cô câu hỏi như sau. Nhìn vào trang sách, em hãy cho biết thông tin thu nhận được là gì. Cô gợi ý về hình thức và về nội dung của trang sách. À, về hình thức thì các em thấy có chữ in màu đỏ, có màu đen, màu xanh, có chữ in hoa, in thường. Còn về nội dung thì đem lại cho các em hiểu biết là em đang học bài học chủ đề A, bài 1 và mục tiêu của bài 1 là gì, cũng như biết được các khái niệm, ví dụ như khái niệm về thông tin, vân vân. Như vậy, thông tin các em vừa thu nhận được gián tiếp thông qua trang sách mà cô chụp ảnh lại, thì trang sách này được gọi là vật mang tin. Vậy, thông tin là gì? Vật mang tin là gì? Thông tin là những gì đem lại cho ta hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. Như vậy thì thông tin cho ta những hiểu biết và mỗi người thì có hiểu biết khác nhau. Vì thế các em không thể chạm tay vào thông tin được. Cô ví dụ về thông tin như em ăn kẹo mà bạn cho thấy có vị ngọt. Thì đấy là một thông tin. Còn vật mang tin là vật, phương tiện mang lại cho con người thông tin dưới dạng chữ và số, dạng hình ảnh, dạng âm thanh. Như vậy, vật mang tin là vật, là phương tiện nên các em có thể chạm tay vào được. Cô ví dụ về vật mang tin như máy tính, điện thoại, trang sách, vân vân. Cô có một số câu hỏi như sau. Câu 1, đánh dấu V vào thông tin và vật mang tin. Cô có 3 cột. Một là cột nội dung, cột thông tin, cột vật mang tin. Các em sẽ đánh dấu V vào cột tương ứng với nội dung. Cô ví dụ như tấm biển quảng cáo là một vật mang tin. Các em suy nghĩ và trả lời. À, điện thoại là vật mang tin. Nội dung chương trình học đem lại sự hiểu biết cho chúng ta, nên đó là thông tin. Quyển sách giáo khoa tin học là vật mang tin. Giá tiền đồ ăn cho chúng ta được cái thông tin, biết được một cái giá tiền của một món ăn nào đó, thì đấy được gọi là thông tin. Cô lại có câu hỏi như sau. Quá trình thu nhận trực tiếp thông tin
bằng các giác quan nào? Nào, chúng ta có mấy giác quan thu nhận trực tiếp thông tin? À, có 5 giác quan. Đó là mắt, tai, mũi, miệng, da. Hay mắt được gọi là thị giác, tai là thính giác, mũi khứu giác, miệng vị giác và da là xúc giác. Câu hỏi tiếp theo. Đánh dấu V vào cột có nội dung tương ứng. Các em dừng video lại, suy nghĩ và trả lời câu hỏi. À, các em thấy nghe tiếng mưa chúng ta nghe bằng gì? Bằng giác quan nào? Đó là tai, hay còn gọi là thính giác. Uống nước chúng ta uống bằng miệng là vị giác. Ngửi mùi đồ ăn, mũi khứu giác. Chạm tay vào nước bằng da, xúc giác. Xem tivi chúng ta xem bằng mắt, thị giác. Và chúng ta có thể nghe bằng tai, thính giác. Các em chuyển sang hoạt động 2, xử lý thông tin. Trong mỗi tình huống sau, em biết được gì, em cần làm gì? Tình huống 1, sáng sớm, em nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức reo. Tình huống 2, em đạp xe trên đường, đến trường, nhìn thấy thanh chắn đường sắt trước mặt đang từ từ hạ xuống. Các em suy nghĩ và trả lời. À, ở tình huống 1 thì em sẽ biết được là đến giờ đi học. Em cần phải làm là thức dậy. Ở tình huống 2, em đạp xe trên đường, thấy thanh chắn đường sắt trước mặt từ từ hạ xuống. Thì em biết được là xe lửa sắp đi ngang qua. Vậy em cần làm gì? Dừng lại ở ngoài thanh chắn để an toàn. Vậy thì xử lý thông tin là gì? Xử lý thông tin là quá trình em nhận thông tin, em kết hợp với sự hiểu biết trước đó của mình. Để từ đó em ra một thông tin mới thì được gọi là quá trình xử lý thông tin. Như vậy là xử lý thông tin, đầu tiên các em tiếp nhận một thông tin và em kết hợp với sự hiểu biết trước đó, em đưa ra được một cái thông tin mới thì được gọi là quá trình xử lý thông tin. Các em chuyển sang hoạt động 3, luyện tập. Bài 1, xét tình huống sau. Em đang đi trên đường, thấy mây đen kéo tới, bao phủ bầu trời, gió mạnh nổi lên. Hãy trả lời câu hỏi sau. A. Thông tin em vừa nhận là gì? B. Em biết trực tiếp từ sự vật, hiện tượng hay biết được từ vật mang tin? Các em dừng video lại, suy nghĩ và trả lời. À, thông tin em vừa nhận được là mây đen kéo tới, bao phủ bầu trời, gió mạnh nổi lên. Và với thông tin này thì các em biết là báo hiệu trời sắp mưa. Câu B. Em biết được trực tiếp sự vật hiện tượng, đó là mây đen, gió mạnh. Bài 2, xét hai tình huống sau. Tình huống 1, cô giáo trả bài kiểm tra, em biết mình được 7 điểm. Tình huống 2, bác sĩ nghe tim của bệnh nhân bằng dụng cụ nghe tim để khám bệnh. Với mỗi tình huống mô tả trên, em hãy trả lời câu hỏi.
Có vật mang tin trong tình huống này không? Nếu có thì đó là gì? Các em dừng video và suy nghĩ trả lời. Trong hai tình huống trên thì đều có vật mang tin. Ở tình huống 1, vật mang tin là bài kiểm tra. Ở tình huống 2, vật mang tin là dụng cụ nghe tin. Các em chuyển sang hoạt động 4, vận dụng. Quan sát hình sau và cho biết biển báo, biểu tượng, hình ảnh đó cho biết thông tin gì. Các em quan sát, dừng video, suy nghĩ và trả lời. Ở phần A nhỏ, đây là biển báo chỉ dẫn phía trước có bệnh viện hoặc là trạm xá. Ở phần B, đây là biểu tượng thông báo là thùng bỏ rác và các em hay gặp ở trường học, ở công viên. Ở hình C, đây là hình ảnh báo nơi đây có sóng wifi để các em kết nối internet. Và chúng ta thường hay gặp ở quán cà phê, rạp chiếu phim. Như vậy là các em vừa học xong bài 1 thông tin thu nhận và xử lý thông tin. Thì ở bài 1 này các em cần phân biệt được cho cô thông tin và vật mang tin. Và con người thu nhận thông tin có thể trực tiếp qua năm giác quan, có thể gián tiếp qua vật mang tin. Và xử lý thông tin bằng cách là thu nhận thông tin cộng với hiểu biết từ trước đó để rút ra thông tin mới. Phần hướng dẫn tự học, các em hiểu được các nội dung của bài 1, ghi những nội dung chính vào tập. Và cô có lưu ý là trong phần ví dụ thông tin, vật mang tin, các em cho thêm ví dụ. Đây là nội dung chính của bài học, các em ghi vào quyển tập cho cô. Và chú ý cho cô cái phần ví dụ này. Các em cho thêm các ví dụ khác vào trong quyển tập. Bài học hôm nay đến đây là hết. Cô thân mến chào tất cả các em. Chúc các em mạnh khỏe, bình an, học tập tốt.